Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Danh ca Thanh Hà Trương Minh Hà, sinh năm 1969 tại Đà Nẵng, hiện đang sống tại hải ngoại. Mẹ Thanh Hà là người Việt Nam, còn cha là người lính Mỹ. Ca sĩ Thanh Hà Trương Minh Hà, sinh năm 1969 tại Đà Nẵng, hiện đang sống tại hải ngoại. Mẹ Thanh Hà là người Việt Nam, còn cha là người Mỹ, đã chết ở July khi cô mới 2 tuổi. Tuổi thơ cô sinh sống và học tập tại Đà Nẵng và đã từng hát trên đài phát thanh của Đà Nẵng. Sau khi học hết lớp 12, cô chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Tại đây Thanh Hà đang định cư ở Hoa Kỳ. Cô đã 2 lần hôn nhân đổ vỡ và hiện đang sống cùng con gái. Cô cùng thường xuyên tham gia các live show diễn tại Việt Nam. Từ nhỏ khi sống ở Đà Nẵng, Thanh Hà đã tham gia một cách nhiệt tình vào các hoạt động nghệ thuật ở trường, từ lớp mẫu giáo, bậc tiểu học cho đến bậc trung học. Không những thế, Thanh Hà đã có dịp lên trên phát thanh Đà Nẵng cũng như được trưởng cứ làm đại diện tham dự những cuộc thi đua về văn nghệ. Sau khi học lớp 12, Thanh Hà vào Sài Gòn năm 1988, trước khi đi Mỹ năm 1991. Sang tới Mỹ, ca sĩ này đã từng làm nhiều công việc để kiếm sống như làm việc tại các tiệm, sản xuất hột kẹp và đi hát. Chỉ cho rằng việc kiếm tiền là phù cầu của mình, bởi lẽ đó là lục chỉ lấy lại được thời gian đã mất. Thời gian nghèo đói và khổ sở, nữ ca sĩ này cũng đã từng công tác với nhiều trung tâm âm nhạc tại hải ngoại và không ai phủ nhận Thanh Hà là một giọng ca đầy quyến rũ và nổi bật cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Đi lưu diễn ở bất cứ ở đâu cũng để lại nhiều kỷ niệm đẹp với những người yêu nhạc, một tính cách thật bình dị, lối nói chuyện thẳng thắn và không màu mè. Thanh Hà có rất nhiều ca khúc để lại cảm xúc mạnh liệt cho người nghe. Trong đời ca sĩ Thanh Hà như Đàn Trò, các ca khúc nhạc nhẹ, nhạc tiền tiến và ca khúc Trịnh Công Sơn. Thanh Hà phát hiện khối u vào năm 2009, trong khi bị ngất trên sân khấu trong một live show riêng. Có tiền sử bệnh tim nên khi làm việc quá sức cùng tâm lý không ổn định, bệnh tim của Thanh Hà đã tái phát. Sau khi được thăm khám, bác sĩ phát hiện nữ ca sĩ có khối u ở ngực và chỉ định mổ sau ca phẫu thuật. Thanh Hà phải nghỉ ngơi khá lâu để ổn định và phục hồi sức khỏe. 2 năm trước, Thanh Hà tiếp tục phát hiện một khối u khác trong cơ thể khi vì tuổi tác và sức khỏe hạn chế lần mổ trước, nữ ca sĩ không thể tiến hành mổ và sử dụng thuốc. Mặc dù sức khỏe của cô tiến tiến nhưng tác dụng phụ của thuốc đã khiến cơ thể ca sĩ tích nước, khiến làm người phì ra. 2 năm trước, Thanh Hà tiếp tục phát hiện khối u khác trong cơ thể nhưng vì tuổi tác và sức khỏe hạn chế lần mổ trước, nữ ca sĩ không thể hiện hành mà sử dụng thuốc. Mặc dù sức khỏe của cô có tiến triển nhưng tác dụng phụ của thuốc đã khiến cơ thể ca sĩ Thanh Hà tích nước, khiến làm phì ra, tăng cân mất kiểm soát. Thanh Hà thậm chí vượt cân trong nhà vì cân nặng cơ thể ngày càng lớn, dù đã áp dụng luyện tập cùng như ăn kiêng. Nhạc công Rolai, bạn trai của Thanh Hà, đã ở bên cạnh ủng hộ người yêu bằng suốt thời gian điều trị bệnh. Khi thấy ngoại hình của người yêu thay đổi, anh chấp nhận tăng cân để cả hai có ngoại hình cân đối. Khi ở bên nhau, anh cũng người yêu chạy bộ, động viên Thanh Hà rất nhiều để cô kiên trì áp dụng đúng những biện pháp tốt cho sức khỏe và để nữ ca sĩ yên tâm rằng anh vẫn luôn ở bên cô dù ngoại hình thay đổi. Trong thời gian đại dịch diễn ra, nhiều nghệ sĩ khi thể hiện đi hát, đi diễn, Rola đã cố gắng giúp Thanh Hà thực hiện những bản nhạc trực tuyến. Đây vừa là cách để nữ ca sĩ tiếp tục đam mê âm nhạc, vừa là để cô thoải mái vì tâm lý khi việc điều trị bệnh.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.